Em xin kính chào tất cả các quý khách hàng Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em Thì hôm nay bên em xin giới thiệu đến tất cả mọi người Một chiếc động cơ xăng hai máy Đến từ nhà Honda Model GX670 24 ngựa nha quý khách hàng Thì chiếc này bên em mới tháo ở dàn phát điện ra Máy gần như là mới cứng luôn Mới chạy có mấy chục giờ đây quý khách hàng Đây trên dàn phát điện thùng bên em tháo ra đây. đây Thùng bên em tháo ra vẫn còn đây Đầu phát điện kia Còn đây là chiếc động cơ Honda GX 670 24 ngựa Động cơ xăng hai máy hiệu suất cao nha quý khách hàng Mới cứng luôn Quý khách hàng nào đang quan tâm đến các dòng động cơ xăng hai máy một máy liên hệ bên em theo số hotline 0966 421 739 Zalo bên em, bên em giao hàng toàn quốc nha Chiếc này thì trước khi tháo dàn phát điện xuống thì bên em đã test rất là kỹ rồi Thì sau khi tháo dàn phát điện xuống thì bên em sẽ đấu đầy đủ ổ khóa đề dây câu bình nha và bên em sẽ test một lần nữa trước khi bàn giao cho quý khách hàng thì chiếc này thì không bàn về chất lượng nữa quý khách hàng có thể thấy là cái tem của nhà sản xuất xuất xưởng nó vẫn còn đây Đấy. chụp cò đây quý khách hàng em sẽ quay chi tiết nha đây là phần chụp cò đây cái nắp đây là nắp thức dầu đổ dầu nha nắp chụp cò bên phần củ đề nha quý khách hàng. máy em chưa vệ sinh gì mới tháo thùng ra Đấy. củ đề thì đen xô rồi đây quý khách hàng có thể thấy máy của nó không có một điểm trừ nào luôn khẳng định quý khách hàng chiếc này rửa ra thì gần như là mới cứng luôn. củ đề đen Midi Japan này quý gia. đây mã máy đây. GCSK nha 1061814 nha. máy mới lắm quý gia. mới chát. đây quý gia ốc cổ đây. đây mặt máy đây quý gia. đây mặt máy của nó này. cốt nó là cốt đuôi chuột nha quý gia. cốt này là cốt côn nha quý gia. nó không phải là cốt cá tại nó nằm trên giạt phát điện rồi. Đây quý nhà có thể thấy cái bát gạo nó đẹp như này, như mới luôn. Đây quý gà Mới lắm. Nằm trong thùng cách âm này này thực ra là nó ít va chạm với môi trường bên ngoài. Nên là máy của nó rất là mới luôn mà thứ hai là cái số giờ hoạt động của nó cực kỳ ít luôn. Nên nắp chụp cò bên phần giải nhiệt dầu nhá quý gà Thì đối với dòng 670 24 ngựa của nhà Honda thì nó sẽ có thêm cái giải nhiệt dầu bên hông này. Đấy, lọc dầu qua giải nhiệt dầu nha để nó tăng hiệu suất động cơ rất mới luôn máy đây quý khách có thể thấy động cơ Honda GX 670 Mini Japan mới chát luôn để mà kiếm được một chiếc động cơ mà đẹp xăng mà đẹp như này thì rất là khó luôn quý khách hàng này bên bên em mua dáng rất là cao luôn và cũng mất rất nhiều là công sức thì bên em đưa được một chiếc máy mà đẹp như này về để phục vụ quý khách hàng Đây quý khách hàng có thể thấy từ cái thanh tản nhiệt của nó này Mới chát luôn Thanh gà của nó này Ốc của bình sang con nó vẫn còn chấm sơn luôn Đấy. Bên em bao zin bao hoạt động ngon lành cho quý khách hàng luôn Bao hoạt động Đấy Bên em sẽ tháo ra bên em sẽ vệ sinh lại một lần nữa Dòng này thì nó sẽ chạy một cái bơm xăng ở dưới này Nó tự hút xăng lên nha quý hàng Honda GX 670 Hàng như mới Quý hàng có nhu cầu liên hệ em Hotline 0966 421 739 Zalo bên em Bên em giao hàng toàn quốc nha Nhà em chuyên mua bán Trao đổi, sửa chữa tất cả các dòng máy phát điện cũ đã qua sử dụng Hàng mới thanh lý nha Thu mua tất cả các dòng máy phát điện Quý hàng mà có máy móc không nhu cầu sử dụng nữa bán lại bên em thu mua toàn quốc luôn. Miền Bắc bên em nằm tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Miền Nam thì bên em nằm ở số 140 đường Cộng Hòa hoặc số 69 đường Tân Thứ Nhất, 01 quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em nha. Like, chia sẻ ủng hộ bên em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em.